lần đầu thử kem chống nắng trộn hay là kem trộn chống nắng sẽ như thế nào? Sợ quá mọi người ơi. Đây là kim Mỹ Kim kem chống nắng body, được khuyên là dùng chung với lại kem cốt để mà tăng khả năng bảo vệ vào cái mùa hè này. Cái này là được tư vấn trực tiếp ở trên live nha mọi người. Mùa hè tới, bà nào mà đang có ý định xài kem trộn, kem khuấy, kem cốt để mà trắng da thì nhớ bảo vệ nha. Em này là 200g và hiện tại Chính thấy đang bán trên livestream là 200.000 cho 3 chai. Trời ơi, tính ra có 60.000 cho một chai thôi đó. Tôi mua chính chủ luôn nha, đừng có bà nào nói tôi mua hàng pha kè nha. Bây giờ về cái vỏ bề ngoài trước, cái chai kem thông thường thôi, màu hồng cũng khá là xinh xắn và gọn nhẹ. Mặt trước thì có thông tin về hãng nè, rồi tên sản phẩm nè, một số các cái hoạt chất tiêu biểu, 5% niacinamide, chiết xuất trà xanh jeju. Còn mặt sau thì công dụng là hỗ trợ chống nắng, bảo vệ và giúp dưỡng sáng da. Nhìn qua thì bảng thành phần không có gì đáng báo động. Niacinamide đứng đầu bảng nè, dầu khoáng, petrolatum, màng chống nắng thì sẽ có là titanium dioxide 2% nha, có cồn béo, rồi có thêm chất bảo quản thôi. Nói chung là nhìn sơ sơ qua thì Trinh chỉ thấy đúng có một cái màn chống nắng. Ở đây thì không có ghi là SPF bao nhiêu cộng và PA mấy cộng luôn, nhưng mà người bán kêu là xài được cùng với kem cốt. Nếu mà chỉ có một cái màn chống nắng titanium dioxide 2% thì này SPF được nhiêu trời. Cái màn titanium dioxide này nó còn kiểu ISL nữa chứ. Bây giờ mình sẽ thử bên trong. Có một sự hồi hộp nhẹ nha. Cuộc đời chưa bao giờ xài kem trộn hết trơn hết đó. Mà cái này là kiểu test trên body cho nên tôi còn dám. Chứ cái này là test trên mặt là thôi, không có cái video này rồi đó. Sợ quá mọi người ơi. Thật ra là da body của Trinh nó cũng không phải là khỏe mạnh gì đâu, nhưng mà mình đã lỡ mua rồi cho nên là mình phải test cho mọi người coi. Nó có một cái kết cấu màu hồng nha mọi người. Tôi lấy một cái lượng vừa phải thôi đó. Độ thấm ok nha. Thêm một lớp nữa, không có thấm nổi rồi. Bây giờ bắt đầu nó vón nè. Nhưng mà Trinh phải bôi nhiều như vậy thì mọi người mới hình dung được cái chất của nó. Nói chung là phải tán nhiệt tình lên thì nó sẽ thấm nha. Lộ vân kem rồi, không có mướt rồi. Mùi thì mùi nước hoa thông thường thôi, hơi ghê nhẹ nha. Bây giờ là nó đã tệp vào da rồi. Mọi người thấy không? Vừa mới bôi lên một phát là da Trinh nó mẫn đỏ lên liền luôn nè. Nhưng mà nói chung là da cơ thể Trinh thì nó cũng nhạy cảm như da mặt của tôi vậy đó, nên có thể là với mấy bà khác thì không đến nổi nha. Nhưng mà da tôi là SOS rồi đó. Cảm giác lúc này thì nó chỉ đỏ vậy thôi chứ nó không có ngứa. Nhà quê quá, lần đầu xài kem trộn mình cần phải kỳ vọng những cái phản ứng gì mọi người? Ngoài cái phản ứng là đỏ da như thế này, nhưng mà không có cảm giác gì hết đó. Không có ngứa, không có châm chích. Còn ở trên lòng bàn tay thì nó không thấm. Cảm giác thì nó không có nặng, nhưng mà rời vô là thấy dính rồi đó. Nhưng mà chu gì là trừ điểm. Lộn kem nha shop nha. Bây giờ là 3:52. Trong lúc chờ cho cái này nó set xuống đi thì mình sẽ test thử cái khả năng chống UV của nó như thế nào. Cái test UV card với lại là xài cái đèn UV này thì nó chỉ mang tính chất tương đối thôi nha mọi người. Tại vì cái thẻ này nó không phải là da người thật, và cái đèn này nó cũng không phải là ánh nắng mặt trời tia UV thật, cho nên mọi thứ chỉ mang tính chất tham khảo nha. Và mình cũng sẽ bôi một cái lớp nó vừa phải thôi. Tại vì Trinh có xem được clip của em cô Phong hóa học đó mọi người, thì đúng là nếu mà mọi người bôi một cái lớp mà nó dày quá thì cái độ test nó không có còn chính xác nữa. Kính chiếu yêu, tự nhiên mỗi lần nói tới cái chữ kính chiếu yêu á là cái nhạc Tề Thiên Đại Thánh nó nổi lên. Lâu nha, là chống nắng chưa? Test lần 2 nha, một lớp mỏng như thế này thôi hen. Chiếu yêu, là chống nắng chưa? Gần như không có chống nắng gì luôn nha. Bây giờ thì Trinh sẽ soi và quay lại kết quả cho mọi người coi nha. Bên này là bên có bôi nè, bên này là bên không bôi nè, thì nó cũng như nhau ha. Tuy nhiên cái kết quả này thì có thể lý giải được, tại vì nếu theo thành phần trong này thì chỉ có một cái màng vật lý thôi, thì theo nguyên tắc cái màng vật lý khi mà lên UV cam thì nó sẽ cho ra cái màu trắng, nên là cái kết quả UV cam này thì cũng không có kết luận được là em này khả năng chống nắng như thế nào. Tạm thời thì mình chỉ có thể nương tựa vô cái kết quả UV card này thôi. Bây giờ là 3:57, là 5 phút rồi đó. Kem mà xét xuống rồi đó, nó đỡ trắng hơn rõ luôn á, nhưng mà vẫn thấy có một cái sự khác biệt màu nè. Trời ơi, như hai nước da luôn đó. Test độ kháng nước, chảy kem không có xét. Nãy giờ là chưa được cái gì luôn á nha, chưa có cái tiêu chí nào đạt yêu cầu luôn á nha. Chung là lấy khăn giấy lau đi là nó trôi tuột hết rồi mọi người ơi, không còn dấu vết gì luôn đó. Tuy nhiên may mắn là chưa thấy một cái phản ứng kích ứng gì hết, nhưng mà Trinh mới xài có lần đầu thôi à. Cá nhân mình là không có mong cầu tiếp tục trải nghiệm sản phẩm này. Từ cái chất kem, từ cái trải nghiệm lên da đã không ổn rồi, chưa kể là cái bảng thành phần. Cho là mình tin những cái thành phần công bố trên này là đúng sự thật như cái ruột ở bên trong đi ha. Chống nắng có 2% titanium dioxide thôi mà mạnh dạng claim là kem chống nắng body, mà test qua các kiểu không thấy chống nắng kiểu gì luôn á. Nên là mọi người mà tin vô cái này, mà đặc biệt là theo cái lời giới thiệu là xài chung với những cái kem trộn nó bào da, rồi tự tin xức cái này xong đi ra đường tung tăng, thì da mọi người nó thành cái gì mọi người ơi.